theo Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng, qua khảo sát thực địa nguồn nước trên hệ thống sông Vu Gia trên địa bàn Đà Nẵng cho thấy, nguồn nước từ thượng nguồn đổ về quá thấp, nhiều đoạn sông trơ đáy, dẫn đến cao trình tại đập nước dự trữ An Trạch chỉ còn khoảng dương 1,6 mét. Với tình trạng này, nguồn nước dự phòng từ đập An Trạch bơm về nhà máy nước Cầu Đỏ, nơi cung cấp 90% nguồn nước cho hơn 1 triệu dân Đà Nẵng, sẽ bị cạn kiệt trong mấy ngày tới. Nếu mực nước tại An Trạch xuống dương 1,4 mét thì Đà Nẵng sẽ thiếu nước diện rộng. Để đảm bảo an ninh nguồn nước sinh hoạt, Đà Nẵng đề nghị thủy điện Đắc Mi 4 cần xả lưu lượng lên đến 12,5 mét khối một giây thay vì 3,2 mét khối một giây như hiện nay. Trước tình hình thiếu nước của Đà Nẵng, Cục Quản lý Tài nguyên nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng vừa có công văn hỏa tốc yêu cầu các nhà máy thủy điện A Vương, sông Bung 4, sông Chanh 2 và Đắc Mi 4 đồng loạt xả nước điều tiết cho Đà Nẵng. Việc điều tiết nước để Đà Nẵng không thiếu nước tiếp tục cho thấy quy trình vận hành các hồ chứa thủy điện còn nhiều bất cập. Nguồn nước sinh hoạt của Đà Nẵng phụ thuộc hoàn toàn vào các nhà máy thủy điện.